Rồi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Vũ Kha TV. Thì mình sẽ có một cái video chia sẻ cho các bạn về một cái thiết bị nó rất là phổ biến trong tất cả các ngành công nghiệp, đó là hộp số, hộp giảm tốc. Mà ở đây đó là cụ thể đó là hộp số bánh răng hành tinh ha. Hộp số bánh răng hành tinh đó. Hộp số bánh răng hành tinh được sử dụng cho các ứng dụng tải nặng. À, gọi là heavy duty à, heavy duty trong các cái ngành công nghiệp nặng như là các ngành như là mía đường hoặc là các ngành thiết kế cẩu à, ngành xi măng vân vân đó. Thì ở các cái video trước á, mình chia sẻ về hộp số công nghiệp à, đã chia sẻ về sơ bộ về các hộp số công nghiệp. Thì hôm nay mình chia sẻ về cái hộp số bánh răng hành tinh. Cái nguyên lý của cái loại hộp số bánh răng hành tinh này, nó là nó có một cái bánh răng sinh gia, nó có một cái bánh răng sinh gia và những cái bánh răng gọi là bánh răng hành tinh ở xung quanh, và có một cái bánh răng đứng yên, đó là bánh răng ring gia ở ngoài cùng. À, bánh răng sinh gia này nó sẽ quay, thì những cái bánh răng hành tinh này nó sẽ quay theo và cái bánh răng ring gear này là nó đứng yên. Ưu điểm của cái loại hộp số công nghiệp nặng, loại bánh răng hành tinh này á, là nó truyền được cái moment sáng khá là lớn đó, trong cùng một kích thước so với các loại hộp số công nghiệp thông thường khác. Thì cái loại này nó truyền được cái moment cao hơn ha, cùng kích thước nhưng mà loại này nó sẽ truyền tải được cái moment cao hơn và cái tỷ số truyền nó lớn hơn ha. Giờ đây là các cái bánh răng, ở bên trong nó là bánh răng hành tinh đó. Đó, bánh răng hành tinh thì bánh răng ở bên trong nó là dạng bánh răng trụ răng răng thẳng nha các bạn, nó là dạng bánh răng trụ răng thẳng. Rồi thì cái loại này nó là đây, nếu mà chúng ta đi làm, chúng ta ra ngoài thực tế thì chúng ta có thể gặp những cái loại hộp số như thế này, đó là gọi là loại hộp số bánh răng hành tinh. Hộp số bánh răng hành tinh này nó sẽ là một cái lựa chọn cho các cái ngành công nghiệp nặng ha. Rồi thì tương tự như các loại hộp số thông thường thì cái loại hộp số bánh răng hành tinh này nó sẽ cũng có cái giải moment ha. Sẽ có cái giải moment à, kích thước cái frame size của nó mà nó nhỏ thì cái giải moment nó thấp ha. Đơn vị của moment là Newton nhân mét nha các bạn. Thì đây là cái moment định mức. Đó. Moment định mức thì ví dụ như cái size nó nhỏ thì cái moment nó thấp thôi. Đó. Mà cái size lớn á, thì cái moment nó khá là cao ha. Đó, moment nó khá là cao. Thì ví dụ như ở đây cái moment lớn nó có thể chịu được cho tới cái moment định mức á, là tới 1 triệu, gần 1 triệu 3 Newton mét ha. Và moment maximum của nó có thể chịu được tới 2 triệu moment, 2 triệu Newton mét. Đó. Đó là lý do vì sao cái hộp số này, hộp số hành tinh này nó được sử dụng cho các cái máy móc thiết bị công nghiệp nặng ha. Heavy duty. Rồi. Ưu điểm của cái loại này nó là nó truyền tải được cái moment lớn, tỷ số truyền lớn, nhưng mà kích thước nó là nhỏ gọn ha, kích thước nó là nhỏ gọn
Nhược điểm của thằng bánh răng hộp số bánh răng hành tinh này á là nó khi mà nó hoạt động thì nó hơi nóng hơn so với các hộp số khác ha. Tại vì không gian của bên trong nó khá là chật chội cho nên nó sinh nhiệt nhiều hơn. Rồi thì cái hộp số bánh răng hành tinh này á nó cũng có các cái thông số kỹ thuật, đó là cái nó cũng sẽ có các cái thông số kỹ thuật. Đó là để mình mở cho các bạn xem. Đó, các cái thông số kỹ thuật của nó là cái size ha, như lúc nãy mình chia sẻ, nó là cái size, cái frame size, gearbox size. Gearbox size thì cái size nó càng nhỏ thì cái moment chịu được nó càng nhỏ. Rồi sau đó nó sẽ tới cái nó sẽ tới cái kiểu là hộp số hành tinh thì nó là có thể là nó là thẳng trục hoặc là nó là vuông góc ha. Ở cái loại thẳng trục á, cái loại thẳng trục á là nó sẽ các cái bánh răng trụ răng thẳng thôi, còn cái loại vuông góc á thì nó sẽ có thêm cái bánh răng cồn xoắn ở phía trước, nó sẽ thiết kế cái bánh răng cồn xoắn ở phía trước để nó tạo ra cái trục vuông góc này. Rồi số cấp giảm, số cấp giảm thì tương ứng với từng cấp giảm đó, thì nó sẽ có cái tỷ số truyền khác nhau, tỷ số truyền khác nhau. Thì ở đây cái hộp số bánh răng hành tinh thì cái tỷ số truyền của nó rất là lớn ha, nó có thể có nhiều cấp và tỷ số truyền của nó rất là lớn nên nó có thể tạo ra được cái tốc độ đầu ra nó rất là thấp. Tốc độ đầu ra nó có thể tạo được những cái tốc độ nó rất là thấp luôn ha. Thì cái thông số kỹ thuật nữa nó là cái đầu ra, cái gọi là cái output version. Output version thì nó có thể có những cái loại như là loại lắp chân đế, loại lắp chân đế đó, loại lắp chân đế, cái loại này là lắp chân đế siết bằng bu lon nha các bạn, hay là lắp mặt bích ha, mặt bích than, có rãnh than, than bằng ha. Thì cái thông số kỹ thuật của nó là gồm những cái thông số cơ bản như vậy. Thì đó là cái đặc điểm của cái loại hộp số bánh răng hành tinh này. Thì về cái hướng hướng lắp á, thì mình cũng có thể có những cái hướng lắp khác nhau, nó có thể lắp được ở tất cả các cái vị trí lắp khác nhau. Ví dụ này là lắp nằm ngang ha, lắp nằm ngang, nằm ngang đó, hoặc là lắp cái trục hướng lên, trục hướng lên, hoặc là lắp cái trục hướng xuống, trục hướng xuống, tức là cái vị trí lắp nó cũng khá là đa dạng, nó có thể lắp được ở hầu hết tất cả các cái vị trí lắp khác nhau ha. Mà nó chúng ta cần lắp ở nhiều vị trí khác nhau thì nó cũng đáp ứng được. Thì còn cái loại mà vuông góc, loại bánh răng hành tinh mà hộp số bánh răng hành tinh mà vuông góc nó cũng tương tự như vậy, nó có thể lắp ở nhiều cái vị trí khác nhau. Nó có thể lắp ở nhiều cái vị trí khác nhau. Thì cái hộp số bánh răng hành tinh này là
Nó là cái kiểu hộp số mà rất là thông dụng nha các bạn. Nếu chúng ta đi làm ở các cái nhà máy sản xuất đó, thì chúng ta cũng thường hay gặp cái loại bánh răng hành tinh này. Nó có rất nhiều ưu điểm so với các cái loại hộp số thông công nghiệp thông thường khác. Tuổi thọ của cái loại hộp số bánh răng hành tinh này nó cũng cao hơn nhiều. Nó cũng cao hơn nhiều so với các cái loại hộp số thông thường khác nha các bạn. Thì đó là cái một số cái thông tin cơ bản, cái mình giới thiệu sơ bộ cho các bạn về cái hộp số bánh răng hành tinh này đó. Thì mình giới thiệu sơ bộ cho các bạn về cái hộp số bánh răng hành tinh này. Thì cái kênh của mình là kênh cơ khí nha các bạn. Kênh của mình là kênh cơ khí, là nếu mà bạn nào có nhu cầu tìm hiểu chuyên sâu về cái hộp số bánh răng hành tinh này, cũng như là muốn thiết kế được cái loại hộp số này, thì chúng ta gọi vào cái số hotline 077 492 6495, mình là Vũ nha các bạn, 077 492 6495, hoặc nhắn tin vào Zalo cho mình ha, hoặc là Facebook ha. Đó, thì những cái kiến thức này nó rất là thực tế nha các bạn. Nó rất là thực tế và được sử dụng cụ thể trong máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất ở ngoài thực tế theo tiêu chuẩn của châu Âu ha. Mình là kỹ sư cơ khí nha các bạn, cơ khí cơ điện. Thì mình đã có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc cho các tập đoàn, công ty đa quốc gia của châu Âu, của Mỹ. Nên là nếu mà chúng ta muốn muốn tìm hiểu, muốn thiết kế chuyên sâu về những cái loại hộp số này, thì chúng ta liên hệ vào số hotline của Vũ ha. Rồi, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.